Xin giới thiệu với các bạn, đây là thế giới của các vị thần. Họ thống trị tất cả những loại sinh vật bên dưới họ, bao gồm cả con người. Họ dùng sức mạnh vô song của mình để thao túng và điều khiển tất cả những yếu tố làm cho thế giới này trở nên cân bằng. Nhưng mà có một vương quốc không đồng ý với điều đó, và vị vua của vương quốc này có tham vọng là sẽ lật đổ các vị thần. Ok ha, đây là một map mà mình mới vừa tạo ra các bạn. Chúng ta không cần tạo map lớn đâu. Và ở tập này, mình sẽ đứng bên trên tất cả. Mình đã tạo ra những vị thần này và ban cho họ những sức mạnh các bạn. Và mình sẽ chơi đùa với họ một chút. Rồi, bây giờ mình sẽ quay trở lại với đức vua của chúng ta ha. Rồi, đức vua của chúng ta đã lộ diện rồi các bạn. Như các bạn có thể thấy, vị vua của chúng ta đang có những trang bị rất là xịn sò luôn. Nhưng mà xịn cỡ nào thì xịn, thì ông ấy vẫn là một con người bình thường. Mà để cho một con người bình thường có thể chiến đấu được với các vị thần, đó là một cái điều vô cùng khó luôn các bạn. Chưa nói đến là bất khả thi. Cho nên, đầu tiên, mình sẽ tiếp cho ông ấy sức mạnh bằng cách thay cái tên mình vô. Đó, đó, rồi. Và đưa ông ấy đi thử thách. Và mình sẽ đưa ông ấy đi tất cả các hòn đảo ở đây các bạn. Đây là những hòn đảo chứa đựng những thử thách mà vị vua chúng ta sẽ phải vượt qua các bạn ạ. Và chúng ta sẽ ban cho ông ấy một khả năng, đó chính là khi mà ông ấy tiêu diệt sinh vật nào thì ông ấy sẽ có được sức mạnh của sinh vật đó. Đó, vậy là ông ấy sẽ mạnh lên và đến một lúc nào đó ông ấy sẽ đủ sức tiêu diệt được những vị thần ở đây các bạn. Chúng ta có những hòn đảo, đảo rắn nè các bạn, đảo chuột, có tiên nữa nè, đảo người tuyết, đảo xương nè, đảo cá sấu nè các bạn, hay đảo bé xoài, đó, dưới đây là đảo bé na. Ok ha, bây giờ chúng ta có Cybercore đây. Có mấy cái bơm kinh nè. Rồi, ok, mới vô cho quýnh phù thủy chúng ta. Sau khi quýnh phù thủy thì ổng sẽ có diệt phù thủy các bạn. Và mình sẽ ban cho ổng hồi phục nè, miễn nhiễm nè, kháng lửa nè. Nhưng mà từ từ, mình sẽ cho ổng đánh cáo trước đi. Mấy con cáo này dễ giết nè các bạn. Con cáo này máu của nó bằng một người. Rồi, bây giờ mình câu ổng qua đảo cáo chơi. Ê, ông nào đi theo vậy? Ông đi theo nha. Trời ơi, đây là thử thách của vị vua, chứ không phải thử thách của người bình thường các bạn. Rồi, mình cho tốc độ về thấp thấp tí đi. Rồi, vị vua chúng ta cũng rất là mạnh các bạn. Đồ đạc như thế này, máu như thế này, tốc đánh khá là cao nha. Rồi, con cáo này thì nó sẽ có nhanh nhạy với lại thiên tài các bạn. Ok, mình đã chặt bớt cây đi rồi. Hồi nãy nhiều cây quá mình không thấy gì hết. Rồi, đánh đi, đánh đi. Ê, tàu tới. Rồi, chúng ta sẽ cho đức vua có nhanh nhạy rồi. Ok. Ok, mình nghĩ tiếp theo sẽ là đảo rắn. Ở đây có nọc độc nè. Nhiễm nọc độc nè. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cho đức vua qua bên đó. Thì trao đổi chiêu thức với mấy em rắn này. Đúng rồi. Rồi, hình như bị trúng độc rồi các bạn. Tỷ lệ sinh sản giảm rồi nè. Nhưng mà không sao các bạn, chúng ta sẽ có kháng độc và có nọc độc. Đó, ủa hết chưa? Có kháng độc rồi mà sao vẫn bị dính độc ta? Rồi, tàu rước về để chữa bệnh rồi các bạn. Ui, đau đớn ghê không? Mới trải qua có hai thử thách rồi, ủa bệnh luôn á, bị dính nọc rắn nè. Rồi, hết chưa? Ok, ổng hết bị rồi đó các bạn. Chúng ta sẽ bơm máu cho ổng và sẽ đưa ổng đến với thử thách tiếp theo nha các bạn. Ok, chúng ta sẽ có cái gì ở đây đây? Đảo xương không? Mình kiếm cái đảo nào nhiều thú các bạn. Thú thì dễ hơn. Rồi, chúng ta sẽ có sói và gấu. Mình sẽ cho ổng đánh sói trước nha các bạn. Sao rồi, vua ơi. Vua. Rồi quăng ra nước nè. Ok. Đảo sói đúng không? Đây, chúng ta có đảo sói đây các bạn. Ui, có hai cái này ngon rồi các bạn. Một cái kháng độc với một cái đánh ra độc các bạn. Đó, đúng rồi, táp vô. Con sói nó có cái gì mình quên rồi ta. Con sói nó hình như nó có ban đêm các bạn. Từ, nó có cái này nè các bạn. Nó có đứa con bóng đêm nè. Rồi, mình sẽ nhớ con gấu nha. Khi mà mình đánh con gấu chúng ta sẽ có khỏe mạnh. Rồi, nó lên. Đập ba con gấu thôi các bạn.
Hồi nãy mình đánh ba con sói như này rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách đánh ba con gấu. Lật đó các bạn. Thôi, chúng ta sẽ có khỏe mạnh thôi. Đặc điểm khỏe mạnh là một đặc điểm rất là có lợi nha các bạn. Các bạn có thể thấy cộng rất là nhiều luôn. Rồi, ở đây là xương. Xương thì nó có gì trời? Xương thì nó có bất tử mà thằng vua này nó bất tử rồi. Thằng vua này mình cho nó bất tử rồi các bạn. Nó tới 549 tuổi lận. Nó bất tử rồi. Ok, chúng ta sẽ qua đánh chúa tuyết để các bạn. Mình muốn đánh cái đảo người tuyết này. Mình sẽ đánh chúa tuyết trước. Tại vì những cái con người tuyết này nó sẽ đóng băng các bạn. Mình sẽ đánh chúa tuyết trước để lấy đặc điểm kháng băng. Đó. Kháng băng hồi phục lum la hết rồi các bạn. Rồi, chúng ta sẽ cho đức vua của chúng ta qua bên đó. Chỗ này hơi khó ăn đó nha. Thôi được, 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 được. Rồi, để nhớ coi. Kháng băng nhẹ nhàng, hào quang, hồi phục. Rồi. Rồi chưa, rồi chưa. Ok, đảo này đã xong rồi các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có kháng băng nè, hồi phục nè, hào quang nè, với lại nhẹ nhàng. Rồi. Nhiều lắm rồi các bạn. Cái đám xương này thì không có gì ngoài nguyền rủa, tại vì nó nằm trên mầm này thì nó nguyền rủa là đúng rồi. Thôi cho nó qua dẹp cái đảo xương này đi các bạn. Trời ơi, dầm ba con xương. Mấy con xương này cũng không có gì. Con đảo nào mà mình đã chinh phục rồi thì mình hủy con đảo đó đi. Để mình khỏi kiếm vòng vòng cũng mệt lắm. Ôi, mình cho nó qua quýnh cá sấu đi các bạn. Cá sấu sẽ có 200 máu. Rất là ghê nha. Đánh cá sấu nè, đánh cá sấu nè. Ủa, sao có một con vậy? Sao có một con bé xoài vậy? Rồi, bé xoài thì sẽ có cứng rắn nha các bạn. Cứng rắn sẽ tăng một lượng giáp khá là lớn đó. Ui. Bên này thì mình nghĩ để cuối đi các bạn. Mình sẽ qua mình đập mấy thằng cướp trước. Okay. Chặt mày nè cướp. Cướp thì nó sẽ có trái lựu đạn nha các bạn. Đâu rồi, trái lựu đạn đây. Có cứng rắn, ok. Lên một lượng giáp, 60% giáp đó các bạn, chứ không ít đâu. Bây giờ chúng ta qua đánh quỷ đi các bạn. Qua đánh quỷ đi. Bơm 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 máu lại. Rồi quýnh quỷ. Ui không biết chịu nổi không nữa. Mình nghĩ là chịu được. Mấy con quỷ này cũng đâu mạnh lắm đâu. Mà con nào nó cũng yếu yếu hết rồi. Đó. Ôi trời ơi. Ôi ôi. Theo mình nhớ không lầm thì quỷ nó sẽ có kháng lửa các bạn. Mình sẽ phải tạo thêm một con á, mình quên rồi. Mình quên nó có cái gì rồi các bạn. À mình nó có kháng lửa. Huyết lửa. Rồi phục không? Cái này bỏ. Cái chân lửa mình không lấy nha các bạn. Cái chân lửa thì nó sẽ gây cháy, khó chịu lắm. Xấu sao. Thôi khỏi đi, mình sẽ lấy cái kháng lửa và huyết lửa thôi nha các bạn. Rồi. Chúng ta sẽ có kháng lửa và huyết lửa của con quỷ nha các bạn. Rồi mình thả ra coi. Đó. Solo, solo, solo. Trời ơi, dăm ba con quỷ. Rồi, mình đã có được. Rồi, mình đã chinh phục thêm hai hòn đảo nữa rồi các bạn. Hòn đảo này ok. Hòn đảo xương luôn. Ôi, khá khá rồi đó. Có những cái hòn đảo khó đây, giống như Cybercore ở đây, mình đã đánh sau nha các bạn. Khó chịu lắm. Hòn đảo Cybercore thì mình đã đánh cuối cùng. Rồi, mình còn mấy cái hòn đảo thần trên này nữa nè. Rất là nhiều thứ để mình làm luôn á. Ồ, mình đánh đảo này đi các bạn. Cái đảo này của con quỷ mắt nè. Ok, nó sẽ có tâm trí mạnh mẽ. Ừ, xấu xí bỏ nha. Rồi, mình sẽ đánh nó để lấy tâm trí mạnh mẽ nha các bạn. Chịu nói không? Nói không? Chịu nói không? Chịu nói không? Ôi, ok, 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 nó giết luôn rồi, nó giết luôn rồi. Cái tàu này chắc mình hủy cái tàu luôn đi các bạn. Nó cứ đi theo nó rước vua của mình riết à. Mình đâu cần nó. Rồi, tâm trí mạnh mẽ nha các bạn. Chúng ta sẽ chọn tâm trí mạnh mẽ. Tâm trí mạnh mẽ ở đây. Rồi, sẽ không bị thao túng tâm lý đâu các bạn. Khá là ngon ha. Ok. Đánh cái đảo chuột nè. Ok, bây giờ mình sẽ tiến đánh cái đảo chuột nha các bạn. Cái đảo chuột này nó có tiên. Cái con tiên này nó rất là ngon các bạn. Cái con tiên này nó sẽ có những cái đặc điểm sấm sét nè, miễn nhiễm nè, hào quang chữa bệnh nè. Được đó các bạn.
Mình mới phá hủy hết tàu ở đây rồi. Nó cứ canh nó rước thằng vua của mình về riết à. Mình đâu có cần đâu. Thằng vua của mình đang đi chinh phục thử thách mà. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến đánh đảo chuột nha các bạn. Cái đám này á, nó lại không tấn công các bạn. Cái con chuột này nè, nó lại không tấn công. Và những cái con thiên thần ở đây nè, để mình chặt bớt cây đi, để cho các bạn thấy rõ ha. Đó. Những cái con thiên thần ở đây á, thì nó cũng không có tấn công luôn các bạn. Cho nên mình sẽ cho tụi nó một ít điên loạn nha các bạn. Đó, cho tụi nó điên cuồng lên. Đây. Đây. Rồi mình sẽ cho con vua của mình qua ngay lúc đó luôn. Để cho tụi nó combat với nhau ha. Cái con chuột này á, thì nó chỉ có một đặc điểm đó là vua chuột thôi. Mà cái vua chuột này thì mình không có chọn được đúng không? Đúng rồi. Cái này mình không có chọn được các bạn. Nhưng mà cái con tiên này á, thì lại có rất là nhiều thứ các bạn. Chúng ta sẽ phải nhớ nha. À, con của trăng nè. Ánh đèn nè. Không, còn gì tí nữa mình tạo ra một con để mình ấy cũng được ha. Rồi. Đó, đó, đó. Đó. Cái con chuột chạy qua bên kia rồi. Mình dí theo giết nó không ta? Ok. Ê, rước cái thằng vua của mình nữa rồi. Mấy thằng này rảnh ghê nha. Canh nó gấp thằng vua mình đi riết à. Rồi bây giờ mình sẽ cho nó cái đặc điểm của con tiên nha các bạn. Đặc điểm của con tiên á, nó sẽ có cái sấm sét này nè. Rồi, miễn nhiễm nè. Hào quang chữa bệnh nè. Đủ chưa ta? Theo mình nhớ là còn á, chứ không phải hết đâu. Các bạn mình sẽ tạo con tiên xuống để mình coi nha các bạn. Rồi 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 đứa con của trăng ánh đèn, đứa con của trăng và ánh đèn nữa, đứa con của trăng đâu đây, và ánh đèn để cho mình tỏa sáng vào ban đêm các bạn. Ánh đèn đây có lấp lánh không ta, sáng bóng không? Thôi khỏi đi, sáng bóng làm cái gì, nó chỉ lấp lánh thôi chứ nó cũng không có tác dụng nhiều hết đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi đến tách tiếp theo các bạn. Mình có kháng băng rồi đúng không? Mình có kháng băng rồi. Thôi mình đánh người tuyết luôn các bạn. Mấy thằng người tuyết này có hào quang. Ồ, cũng không có gì đặc sắc hết á. Mình đây mình có hết rồi. Đó. Rồi rất là nhanh gọn nha các bạn. Nếu mà mình không có cái kháng băng á, thì chúng ta sẽ bị đóng băng rất là khó chịu luôn. Ôi con chuột nè. Và xử lý con chuột luôn. Rồi ok. Vua chuột thì mình không có. Rồi chúng ta sẽ đến với cái đảo phía dưới đi. Mình sẽ lấy cái đặc điểm diệt phù thủy nha các bạn. Đó, có con phù thủy đây nè. Khó chịu lắm. Trời ơi, coi tụi nó dính độc rồi. Rồi, nó thành ma luôn rồi các bạn. Chúng ta có đặc điểm diệt phù thủy đây rồi các bạn. Đây, bậc thầy săn phù thủy nha các bạn. Đó, rất là ngon luôn. Chí mạng lên á. Rồi, sau khi chúng ta diệt xong đảo nào thì mình sẽ hủy đảo đó thôi các bạn. Rồi ok, chúng ta sẽ đến hòn đảo tiếp theo để diệt cái thằng bác sĩ phù thủy này. Sĩ phù thủy này nó khá kháng lửa, nó cũng không có gì ha. Có hết rồi. Đánh không? Không đánh, không đánh, không đánh thì mình cho nó điên cuồng thôi. Đây, điên cuồng thì nó sẽ đánh thôi. Nó dính độc quá các bạn. Còn một thằng. Rồi. Cái con chim cánh cụt này thôi, tha cho nó nha các bạn. Cho nó đói chơi đi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với Pumpkin. Đây, đây. Pumpkin thì sẽ có cái gai, có khát máu, có quyến rũ các bạn, ngon. Đây, Pumpkin xem chưa, Pumpkin xem chưa. Ok. Ta sẽ có gai, có quyến rũ. Đây, máu rồi các bạn. Cái tà quỷ nó cứ me me, nó vớt vô của mình riết là khó chịu thiệt chứ. Bây giờ mình sẽ chinh phục hòn đảo khó nhai nhất ở cái chỗ này luôn các bạn. Mình có bóp cho ảnh một cây nấm. Mình sợ là qua đây nó bắn chết á. Rồi mình sẽ câu qua nha các bạn. Câu qua. Những cái cyber core này nè, nó có một cái đặc điểm đó là bong bóng bảo hộ các bạn. Đây là một cái đặc điểm rất là ngon luôn. Đặc điểm này sẽ giúp cho chúng ta hình thành một cái lá chắn các bạn. Cái lá chắn này rất là ngon khi mà đánh những vị thần trên này luôn á. Rồi. Ok, thả thôi. Bắn không? Ui, ăn đòn quá trời. Trời ơi, tụi nó bắn đào lắm luôn á các bạn. Súng này sơ sơ thôi mà nó có chí mạng các bạn. Rồi, có chết không? Có chết không? Ui, sợ chết lắm nha. Hên á là mình búp nấm á các bạn. Mình hút nấm cho ổng ngủm luôn rồi. Rồi.
ta sẽ có đặc điểm lá chắn bảo hộ các bạn. Rồi, được rồi đó, khá rồi đó. Bây giờ mình sẽ tiêu diệt hết tất cả những cái hòn đảo mà mình không cần thiết nữa nha các bạn. Rồi, cái hòn đảo này để mình đứng lên thôi. Sau khi trải qua rất nhiều thử thách, vị vua chúng ta đã rất mạnh rồi các bạn. Và bây giờ mình sẽ lựa chọn những vị thần nào từ yếu nhất tới mạnh nhất để cho game đấu cho nên cân bằng nha các bạn. Và mình đã lựa chọn ra được vị thần đầu tiên chiến đấu với đức vua chúng ta rồi các bạn. Đó chính là Lesser God nha các bạn. Đây là một vị thần nhỏ thôi, vị thần không quan trọng bằng những vị thần khác, cho nên mình sẽ cho ông thí mạng trước. Ok ha. Thôi khỏi lo, mình chặn ở đây rồi, không có tàu bè nào lên cứu ông được đâu. Mấy thằng này thì nó sẽ không có tấn công đâu các bạn, cho nên mình sẽ cho nó một chút điên cuồng. Thôi. Hi 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 hi. Đánh hôn, đánh hôn. Đánh hôn, đánh nè, đánh nè. Hai phát chết các bạn. Chặt hai phát chết nhưng mà nó rút cũng một đống máu luôn á, ghê gớm thiệt chứ. Rồi, chúng ta sẽ có sức mạnh của vị thần yếu nhất, đó là Lesser God các bạn. Các bạn muốn biết nó cộng cái gì thì các bạn chịu khó đọc mấy cái dòng bên dưới nha. Nó có cộng là được. Rồi. Hi hi, trời ơi, nó to hơn rồi nè các bạn. Mình sẽ tắt cái ngôi sao này đi nha. Mình chỉ cần biết là cái thằng vua này nó mạnh khủng khiếp thôi. Tiếp theo mình nghĩ là sẽ cho nó đánh với lại thằng này là thằng thần gì đây? God of the Star, thần của những vì sao các bạn. Vô vô vô, combat liền, combat liền. Ui sao trâu thế, 61, ui nó dính độc rồi nè các bạn. Mày hả con, mày hả con. Rồi, vị thần này, vị thần gì ta? À, God of the Star là vị thần của những ngôi sao. Đây rồi, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Ở đây, 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 đây. Rồi, hồi nãy mình đã hạ sát vị thần của những ngôi sao các bạn. Bự thêm một chút nữa các bạn. Ui, coi nè, sức mạnh gia tăng khủng khiếp. Và chúng ta sẽ đến với vị thần cuối cùng ở cánh phải, đó chính là thần của sự hỗn loạn. Rồi, nhảy qua kia thôi. Sau khi mà giết ổng á, sẽ có một cái sự hỗn loạn xuất hiện các bạn. Đánh nhau thôi. Ừ, kích hoạt khiên kìa. Đó, các bạn thấy không? Sau khi giết ổng thì sự hỗn loạn đang bao trùm nè. Ui, cái gì vậy? Rồi, ok. Chúng ta có sức mạnh của vị thần hỗn loạn. Đó, to ra liền. Trời ơi, ông vua của mình càng ngày càng mạnh các bạn. Mạnh khủng khiếp. Ôi, đam nè. Ôi, tóc đánh nè. Trời ơi, mạnh quá trời mạnh luôn rồi. Mình bơm máu lại nha các bạn. Mình bơm máu lại đi. Bây giờ chúng ta sẽ câu qua bên này. Bên này sẽ có những vị thần gì đây? Ok, 11 giáp nè. Chúng ta sẽ coi giáp. Ui, sao mấy giáp? Ông này là vị thần chiến tranh. Vị thần chiến tranh, God of War, cho nên chúng ta sẽ để đánh cuối cùng nha các bạn. Cũng khó đánh lắm. Trâu lắm. Ông này thì thần đất. Đất cũng mạnh lắm nè các bạn. Mình sẽ đánh cái ông này trước nha các bạn. Ông này là thần Knowledge. Đây là thần của tri thức. Mới đầu mình tính cho thằng vô này nó bị cuồng loạn đó các bạn. Một hit chết. Một hit chết này. Rồi, chúng ta đã có kiến thức của ổng rồi. Bây giờ mình sẽ đánh đến vị thần tiếp theo, đó chính là cái ông này đi các bạn. Chúng ta sẽ đánh cái ông thần ánh sáng đi các bạn. Ok, chuyển qua ông thần ánh sáng thôi. Ông thần ánh sáng này ông chịu gì nổi mình. Đó, trời ơi. Các bạn có thể thấy sau khi mà mình tiêu diệt thần ánh sáng thì bóng tối đang bao trùm. Ghê hồn, ghê hồn. Đó, có nghĩa là mấy ổng giữ cái sự cân bằng đó các bạn. Mất mấy ổng rồi thì sẽ mất đi sự cân bằng. Vậy thôi. Rất là đơn giản ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có ánh sáng. Đó. Ừ. Rồi cái ông God of War này, ổng nhỏ xíu ha. Ổng nhỏ xíu con. Từ từ mình sẽ đánh cái ông này sau. Cái ông thần đất này nguy hiểm lắm các bạn. Mình sẽ đánh cái ông God of War trước. Mình sẽ đánh cái ông Kratos này trước các bạn. Đáng lẽ là phải tên Kratos mà ông tên là Bohi. Đi. Nè tên mình nè. Và đó, khó chịu lắm luôn á các bạn. Đó, nhưng mà mình cũng đã giết xong ổng rồi các bạn. Khó chịu kinh khủng luôn. Rồi, chúng ta sẽ có sức mạnh của God of War và cuối cùng là thần đất. Ôi ôi, cái thần đất này. Đánh nhau với thần đất sẽ có một cái cuộc chiến kinh thiên động địa đó các bạn. Rất là tối nha các bạn.
Mình nghĩ là mình đã có sức mạnh của thần ánh sáng rồi, mình có thể điều khiển được ngày và đêm, mình sẽ cho thế giới trở về ban ngày nha. Đó 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 đó. Ui, quýnh ông cái tuyết rơi luôn nè. Được nha. Rồi ok, mình đã có sức mạnh của tất cả các vị thần rồi các bạn, mình to khủng khiếp. Và đây chính là hòn đảo cuối cùng mà mình phải chinh phục. Từng người trong số họ đều có sức mạnh của tất cả 8 vị thần. Nếu mà đưa ra solo thì mấy ông này không ông nào lại mình hết á. Nếu mà mình nhảy vào đây 8 ông, một mình chấp 8 thì hơi khó ăn các bạn. Không, nhưng mà không sao các bạn. Mình sợ gì, mình mạnh rồi. Trời ơi, ý chí của mình mà. Lật đổ các vị thần mà các bạn. Cho nên chúng ta sẽ bay vào giữa ha. Nhưng mà khi không thì tụi nó sẽ không quýnh lộn các bạn. Cho nên mình sẽ cho vua của mình điên lên nha các bạn. Một khi vua của mình đã điên lên rồi thì chẳng còn đức vua nào ở đây cả. Ở đây sẽ bầu đức vua mới. Nhưng mà mình thấy sự điên cuồng đến với thằng vua này cũng hợp lý thôi các bạn. Sau khi trải qua tất cả các cửa ải ở đây, chiến đấu với 8 vị thần và có được sức mạnh của 8 vị thần luôn. Mà ổng là một con người bình thường nữa. Cái sự quá tải là không thể tránh khỏi các bạn. Sự điên cuồng đến với ông ấy là một chuyện đương nhiên. Sau khi chúng ta mở điên cuồng lên thì tâm trí mạnh mẽ biến mất. Và khi chúng ta mở tâm trí mạnh mẽ thì điên cuồng biến mất các bạn. Đó, cho nên là hai cái này chúng ta chỉ lựa chọn một trong hai thôi. Và mình đang còn điên cuồng thì mình chọn điên cuồng thôi. Đấy, áo của vua đã chuyển sang màu đỏ rồi các bạn. Không còn đức vua ở đây nữa đâu. Chúng ta chỉ còn sự điên cuồng thôi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thôi các bạn. Trời ơi, mình không biết chuyện gì sắp xảy ra nữa. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cho tốc độ game xuống 1/2 để chúng ta dễ quan sát nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cho game chạy ha. Và bắt đầu. Ui, cái gì vậy? Cái gì vậy? Ê, 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 kè hả? Kè hả? Đó. Kè nè. Kè. Đâu rồi, đâu rồi? Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi? Ơi, nó biến đi đâu rồi? Ê, nó biến về đây rồi. Chơi, chơi, chơi. Thôi, ở đây phế chuốc nó điên luôn rồi. Thằng vua mới đâu? Đây, thằng vua mới nó nấp tuốt ở đây nè các bạn. Ôi, không ổn rồi. Từ trời ơi, không suy nghĩ máu luôn các bạn. Phế chuốc nó điên rồi. Thôi, con đóng băng lum la kìa. Rồi, xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cho ông ấy quay lại cuộc chiến ở trên. Ok, ta bắt đầu thôi các bạn. Đó, đó, đó. Teleport đi đâu vậy ông ơi? Ông teleport đi đâu vậy? Hay là ông chết rồi? Sau khi mình thấy chiến trường ở trên này quá là lộn xộn các bạn, mình đã tạo ra một chiến trường mới rồi. Bây giờ thì không có ai teleport đi đâu được nữa đó. Hồi nãy mấy ông teleport tùm lum hết á. Nhưng mà bây giờ thì chỉ có một nước là chiến đấu thôi các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu lại ha. Ok. Hồi nãy hình như chết hết một ông rồi các bạn. 8 ông mà giờ còn 7 ông à. Rồi, chúng ta bắt đầu ha. Đó, đúng rồi. Gõ đầu nhau đi mấy ông ơi. Đó, đó. Trời ơi. Trời ơi. Rồi, 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 và ok. Cuối cùng thì vị vua chúng ta đã chiến thắng các bạn. Mặc dù không còn bất kỳ thứ gì, không còn ai hết, không còn vương quốc, không còn thần, không còn bất kỳ thứ gì hết các bạn. Cuối cùng chỉ còn tồn tại là được vị vua chúng ta thôi nha. Và ông ấy sẽ sống cô độc vĩnh hằng trên thế giới đầy hỗn loạn này các bạn ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình và hẹn gặp các bạn trong những video tiếp theo.